Sáng ngày hôm nay thì đoàn của mình sẽ được bên Hoàng Gia Lai mời đi uống cà phê. Bây giờ còn logo này à? Logo nào nữa cha? Logo mới rồi chứ. Mới đâu? Thì từ từ mới in. Hả? Em đi cùng mai cùng chuyến luôn á. 11 giờ mấy đó, Bamboo. Tài tử nam, nam tài tử. Gia Lai mà sao có Quang Hải? Dạ, xe của mình. Hình ảnh rất là dễ thương. Các cầu thủ bây giờ sẽ tranh thủ đi dạo biển một chút. Xe đi vòng vèo quá. Đúng không? Đâu có được đi qua cầu đâu đúng không anh? Có qua cầu. Vẫn qua cầu hả? Anh đi đâu á? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng chụp cái đội đi Dũng. Rồi, chụp giùm cái gì? Chụp giùm. Chụp ra xem. Chụp Vương à. Được chưa?
qua rút tiền mặt tươi luôn. Đi đá banh như đi phá làng phá sớm vậy. Đâu Bùi Tiến Dũng đâu, Sơn đâu, Bùi Tiến Dũng đi đâu, đi đâu. Thank you.
hay quá luôn, quá tuyệt vời luôn, đúng đỉnh luôn, vô mánh luôn. Rồi, kết thúc buổi cà phê sáng đầy thú vị thì các cầu thủ LV Văn Hoàng Gia Lai bây giờ sẽ trở về khách sạn nghỉ ngơi để chiều nay chuẩn bị cho cuộc đối đầu với đội chủ nhà Quảng Nam FC. Cầu này là cái cầu xoay đó chị, cái cầu quay đó. Đây nè, bắt đầu từ đây nè. Cái cầu này là cái cầu nổi tiếng nhất của Đà Nẵng nè, trước khi có cái cầu rồng. Đây cái lằn này. Chụp hình với chợ đó. Cái lằn này nè. Đây là cái lằn này nè, là bắt đầu nó xoay ngang qua được. Nó dắt lên hai cái trụ hai. Đó, có hai cái trụ hai bên. Để cho tàu đi qua ban đêm á cô. Dạ. Cái bến cảng là cái chỗ. Hồi xưa bến cảng, bến cảng là đầu bên này nè. Dạ. Đoàn của chúng tôi đã tới chùa Linh Ứng ở bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng. Và bây giờ sẽ đi vãn cảnh chùa. Ngày hôm nay du khách đến rất đông. Mình đi đường này cũng được ạ. Lối vào chánh điện. Đông. Hôm nay ngày thường mà buổi sáng rất là đông, buổi chiều sẽ rất là đẹp chị. Tầm mà 5 giờ đó, trời ơi, chụp mà mặt trời bắt đầu chuẩn bị xuống núi á, đẹp vô cùng luôn. Và bắt đầu là khoảng 6 giờ mấy là họ mở đèn lên. Thank you.
bãi kia đó hả? Đây là mình xuống cái bãi đó đó. Đây, đây, đây có tấm biển. Vòng đi cũng xa quá anh ha. Này, đi qua cái chỗ này cũng xa quá hả? Ờ. Không, đi đi qua chỗ này lên cái bờ đá này chụp là đẹp lắm này. Dạ, em là chạy tour mà. Đó. Ôi đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá. Đó, 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 đó. Đây, chỗ này lên đây là mới chụp hình mới đẹp nè. Bãi đá này nè. Đây, lấy cái cảnh view ra biển này chụp mớ hình ok nè. Dạ. Đây. Đây là nắng mà sương mù nhiều quá em. Dạ, không có mùa nó như thế cho nên là rút nó đó, trúng. Cái eo này đẹp quá. Đó, cái eo này quá đẹp nè, thấy nha, đó. Dạ. Giờ thì chúng tôi sẽ đến bãi bờ đá ở bán đảo Sơn Trà để sống ảo. Kem ốc quế, kem ly đây. Ôi anh khỉ kìa. Có khỉ. Con này hơi ú nha. Thì mong đây. Em móc quế em ly đây. Con đây. Em móc quế em ly đây. Ở trên núi thì cái không khí nó vẫn dễ chịu hơn. Có nắng thì nó vẫn cảm giác trời rất là mát. Sáng tác liền kìa. Mưa ra sáng tác liền. Dạ. Một lớp sương mù bao phủ mặt biển. Trưa nay đoàn của chúng tôi ăn thịt heo cuốn của quán Mậu Con. Đó, 215 Trưng Nữ Vương, Đà Nẵng. Giờ đã là 1 giờ hơn chiều rồi. Cho nên là thực khách thì cũng đã về hết. Đoàn chúng tôi mới đi du lịch về cho nên là bây giờ mới ăn trưa. Ở đây là những món ăn rất là ngon, rất là quen thuộc với người Đà Nẵng. Ở trước mặt chúng ta là sân Hòa Xuân đó. Hèn gì đội đi 3 giờ rưỡi đúng không mưa? 3 giờ 10 hả? Tại vì mình ở nội thành mình ra nó dạ. Lòng vòng, hơi lòng vòng. Xanh, đỏ. Dạ. Nghe đây. Anh đang ở chỗ nào đấy? Đâu, anh đang vô sân báo. Trên cái tour à? Ờ. Không, bán vé thôi. Bán vé. 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 Bán vé
Dạ rồi anh quẹo phải đi, anh đi bộ vô. Bắt tao đây. Bây giờ thì đoàn của chúng tôi tranh thủ mua nước. Quang cảnh sân Hòa Xuân. Bây giờ là 16:25 rồi. Còn khoảng 30 phút nữa thì trận đấu sẽ bắt đầu. Một không khí vẫn còn khá là tĩnh lặng. Dạ mình đi đây, mình lên khán đài. Này ở dưới đường hầm này là dành cho cầu thủ với lại lãnh đạo. Dạ dạ lát coi xong thì mình cứ đi ra ngoài này thôi, cùng hẹn nhau ở ngoài này. Ở ngoài này dạ, nhưng mà máy này thì khu vực này thì lại không nắng lắm. Dạ rồi lên đi ạ. Dạ. Máy bay. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu di chuyển vào trong sân để tác nghiệp. Và đường đi thì sẽ đi vào khu vực đường hầm này. Chào anh ạ. Dạ. Đây là phòng của các câu lạc bộ. Kia là khu vực phòng thay đồ, phòng giám sát trận đấu, phòng vệ sinh, vân vân. Rất là nhiều. Bên này là nhà kho, phòng của đội chủ nhà, phòng ban tổ chức. Ơi. Còn đây là các bức ảnh kỷ niệm vô địch quốc gia năm 1992 của Đà Nẵng, vô địch V-League năm 2009. Và đây là vô địch V-League 2012. Chào. Ừ, chào tụi con. Vui 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 vui, ra đây cũng có người nhận ra, nhận ra. À đây là hội cổ động viên của hai đội có màn giao lưu với nhau. Vlog và Đức Phí xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả. Như vậy là mình vừa tác nghiệp xong trận đấu ở trên sân Hòa Xuân giữa câu lạc bộ Quảng Nam và câu lạc bộ Agribank Gia Lai. Kết quả chung cuộc hai đội hòa nhau với tỷ số là 1-1. Như vậy là chúng ta có thể thấy là cuộc đua trụ hạng ở V-League 2023-2024 vẫn sẽ còn rất căng thẳng, kịch tính. Khi mà thứ hạng của nhóm các đội đứng ở khu vực cuối cùng trên bảng xếp hạng đều khó có sự thay đổi lớn sau vòng 15 V-League diễn ra vào tối ngày hôm nay cũng như là vào tối ngày mai.
Bây giờ thì vlog ngoài đường pit xin được gửi đến cho quý khán giả những hình ảnh hậu trường sau khi kết thúc trận đấu giữa câu lạc bộ Quảng Nam và câu lạc bộ LB Băng Hoàng Anh Gia Lai. Xin mời cả nhà cùng theo dõi ạ. Đây là các cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai cũng như là huấn luyện viên trưởng Vũ Tiến Thành. Ngày hôm nay thì Hoàng Anh Gia Lai đã ghi bàn vượt lên dẫn trước nhờ công của Pereira. Tuy nhiên là cũng giống như trận hòa với câu lạc bộ Khánh Hòa ở vòng 14, thì chỉ sau ít phút có bàn mở tỷ số thì Hoàng Anh Gia Lai lại để thủng lưới một cách rất đáng tiếc. Ở hiệp 2 thì chia thành hai thế trận, hai thế cực khác nhau. Nếu như nửa hiệp 2 Quảng Nam ép sân và tạo được nhiều tình huống nguy hiểm, thì đến giai đoạn nửa cuối hiệp 2 lại là thời điểm các cầu thủ LB Băng Hoàng Anh Gia Lai họ thể hiện tốt hơn và họ đã tạo ra được một loạt các tình huống sóng gió về phía khung thành của thủ môn Văn Công. Đến khu vực khán đài nơi các cầu thủ, xin lỗi, nơi các cổ động viên của Hoàng Anh Gia Lai đến tiếp lửa cho đội bóng vào ngày hôm nay. Đấu rất cố gắng của Hoàng Anh Gia Lai ngày hôm nay thì đội bóng phố núi chơi ăn miếng trả miếng với đội chủ nhà, và thậm chí là ở khoảng 15 phút cuối hiệp 2 thì chúng ta thấy là khi nền tảng thể lực của các cầu thủ Quảng Nam đã xuống dốc, ngay cả các cầu thủ ngoại của họ và kể cả cầu thủ nhập tịch Hoàng Vũ Samson đã không còn đủ thể lực, thì câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai là đội bóng đã thi đấu ép sân và tạo ra được một loạt các tình huống tấn công rất nguy hiểm. Trong đó có tình huống buộc cho trung vệ IZ phải phá bóng ngay trên vạch vôi. Khá là tiếc nuối dành cho đội bóng phố núi. Hôm nay thì ngoại trừ tình huống để thủng lưới trong hiệp 1 thì thủ môn Bùi Tiến Dũng vẫn thi đấu một cách rất chắc chắn. Ngày mai thì các cầu thủ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai sẽ trở về thành phố Hồ Chí Minh nghỉ ngơi một ít ngày. Nhóm các cầu thủ nào mà ở quê khác thì sẽ tìm xe hoặc là máy bay để di chuyển về. Bây giờ thì chúng ta sẽ di chuyển sang khu vực của câu lạc bộ Quảng Nam một chút. Ngày hôm nay thì Quảng Nam không tận dụng được lợi thế ở sân nhà. Đây cũng là một điều khá là đáng tiếc. Huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn đang dành những trao đổi với các cầu thủ. Xin lỗi, cầu thủ Quảng Nam FC. Đình Bắc đang nhận được những lời động viên. Ngày mai thì Đình Bắc sẽ lên hội quân cùng với U23 Việt Nam để chuẩn bị cho các trận đấu tại vòng chung kết của giải U23 châu Á. Xin được cập nhật lại kết quả trận đấu giữa câu lạc bộ. Quang ơi!
đây là Nguyễn Tất Hòa chứ không phải là Nguyễn Tất Thắng. Hello. Dạ. Đi ăn gì không? Thôi đi ăn đợi, đi ăn đi với đoàn. Bye bye. Thì đi cùng máy bay. Ừ. 11 giờ mấy gì? Ở Bamboo. Thế đi xe vậy? Có xe mà. Hả? Đi Thái à? Ok. Tới khi nào quay lại Sài Gòn? Thứ năm. Ok. Ngày mai thì các thành viên của Hoàng Anh Gia Lai sẽ được nghỉ xã trại. Và tùy thuộc vào từng thành viên. Chẳng hạn như Minh Vương thì vừa chia sẻ là bạn ấy sẽ đi Thái Lan du lịch. Đợt vừa rồi có đi sang kia Indo hả? Ừ. Em đưa đoàn đi đó, em đưa đoàn 9 người đi cơ. Dạ. Dạ. Trời, hôm nay được về nhà anh chị chơi. Dạ. Xong nghe nó kinh quá mà dạ. Ở nhà cho chắc hả? Em mời các chị. Đợt đó cũng gặp anh Đạt. Đây là món ốc mặt trăng. Uống rượu chứ uống bia no lắm anh ạ. Thì yeah. Nếu mà mọi người uống bia là sẽ không ăn được đồ ăn. Yeah. Thôi để em ngồi bên đó luôn với anh Nam Anh. Ra đi chị ơi, bán lên. Này đàn nó cũng hiếm nè. Đó. Dễ gì kiếm được. Anh thì bia cái gì anh có. Nhưng mà thôi thì anh em mình uống rượu cây nhà lá vừa. Dạ, yeah, được anh ạ. Bởi vì uống rượu mới ăn được đồ ăn. Dạ. Yeah. Tặng ngay đi lấy lộc sinh xỉu thì mua 4 lốc sữa lốc Manto, nhanh lên số lượng có hạn.